chó sẽ rưỡi khát nước cả đời. Đứng ngay đây. Gần nhau trong tất cả. Người có thể là nhìn thấy là cái dàn thép gai nó rất là dày đặc luôn. Ở đây nó có 4 đến 5 dàn thép gai như vậy thì làm sao có thể thoát. Cái này là uống quán nha. Uống quán. Ở đây á, là mình thấy là mô hình theo tỷ lệ là 100. Bốn phía là có lính gác nha. Ở đây có 3 lớp hàng rào. Để làm gì để khi mà những cái người tù mà người ta vượt ngục á, bắt buộc người ta phải bò thấp bên dưới. Cắt cái vòng tròn này nó có cái cơ chế giống như một cái lò xo, nó sẽ siết người tù lại ở giữa luôn. À, ví dụ như mình cắt mấy cái khác á, thì nó bung ra đúng không? Còn này cắt lại thì nó sẽ siết tròn lại, kẹp người tù ở giữa, thoát ra được cái hàng rào bên trong rồi vào ở giữa cũng lại là một hai lớp hàng rào lò xo và có lính gác có chó. Ra ngoài còn phải thoát thêm một lớp nữa. Chính vì vậy mà người ta nói là thời điểm đó một con ruồi con muỗi không có thể thoát ra được khỏi cái nhà tù này. Cho nên chỉ có một cách duy nhất là các tù binh phải đào đường hầm để đi. Thì đào đường hầm thì gặp đá giống như con chung đó rồi. Cái khó khăn và để biết cái khó khăn như thế nào chút nữa mình vào trong kia thì mình sẽ tìm hiểu. Rồi qua đây mình coi hai cái bộ môn tra tấn đầu tiên. À, sorry. Đây mọi người có thể nhìn thấy là những cái hình thức tra tấn rất là dã man. Từ cái ở đây là mô hình, đây là mô hình thì kém gai. Có nghĩa là lúc bây giờ chuột ngập phơi nắng luôn, mọi người thấy rất là nhỏ. Và bởi vì mình phục chế cho nên là mình cho một cái quần vô cho lịch sự nhé. Nguyên bản là không có mặc quần ghế đó. Rất là nhỏ. Phơi nắng luôn 100% luôn. Cái mọi người có thể nhìn thấy. Cắt đầu đi. Phơi nắng luôn. Góc của nó là 6 mặt, 4 mặt và hai mặt ốp vô đều là kém gai hết và đủ cho một người nằm thôi chứ không có rộng rãi để ngồi đây nha. Nằm thì cứ nhúc nhích như vậy quay lại thì kém gai nó sẽ đâm vào cơ thể của mình. Còn cái lưng khỏi nói là cái lưng là bấy nhầy rồi. Cách thứ hai là chỉ có 5 lớp thôi, còn lớp dưới là cát. Cát thì cái này sử dụng vào mùa hè khoảng tháng 3, tháng 4. Cát thì nó thời điểm mà rất là nóng. Là quốc này là đấy. Nóng nhất. Nóng thì nó sẽ dưới nhiệt độ bỏng. Ban ngày nó sẽ lên tới 45 độ C. Cát nó sẽ làm cho mình nóng. Thứ nhất là cháy cái lưng, thứ hai là bị kém gai đâm vào. Cho nên là nó gây về tinh thần cũng như là thể xác của mình rất là nặng. Cho cái hàng là cái chuồng cọp bằng kém gai này. Sau đó mình qua cái chuồng cọp. Casto hay người ta gọi là phòng kỷ luật. Có nghĩa là những tù binh nào mà trong quá trình mà bị giam ở đây á, có những cái hành vi chống đối hoặc là chống lại những cái người cai ngục, hoặc là trong quá trình mà ở đây là bắt đầu là kết nối với lại là những cái tù binh khác để tìm đường thoát á, thì sẽ bị đưa vào phòng kỷ luật này. Phòng kỷ luật này thì mình nhìn thấy nó có thể là nó phải hơn bên kia, nhưng mà thực ra nó ác hơn bên kia. Phải hơn là ở chỗ là những người tù như vậy là giam ở bên trong, mình thấy trên cơ thể của các tù binh á đều là những cái vết đó là bị đánh đập nha. Trước khi đưa vào trong đây là đánh đập, sau đó sẽ nhốt chặt full luôn nha, full option luôn, không có cho dư ra miếng nào hết á. Ở đây đúng theo cái này là phục chế thôi, nguyên bản nó sẽ có một cái lỗ như vậy để làm gì, để đưa thức ăn vào. Thức ăn giống như là một muỗng như vậy là cháo á, chỉ có vài hạt gạo thôi, còn ngoài ra không có gì hết à, nhưng mà phải cho ăn. Thì tóm lại như vậy á, thì cái chuồng cọp này nó có một cái đặc tính á, ban ngày rất là nóng, nhiệt độ càng cao thì bên trong nó càng nóng bởi vì nó hấp thụ nhiệt nè, còn ban đêm nó rất là lạnh, nhiệt độ càng về buổi tối á, nó thấp xuống á, thì động cứ nóng lạnh như vậy á, làm cho da dẻ người tù cũng như là cơ thể bị suy nhược. Nhốt thời gian càng lâu như vậy á, khi mà mở cái chuồng cọp này ra, nếu như những người tù nào mà người ta thông minh á, người ta sẽ nhắm mắt lại và từ từ người ta tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài. Nếu như người ta không biết, người ta nhìn thẳng trực tiếp ra ngoài ánh sáng á, thì sẽ hư con người luôn, nó bị hư cái võng mạc của mình đó. Cho nên là một trong những cái phòng kỷ luật mà có thể là ác nhất trước đây ở tại khu vực nhà lao. Bây giờ mình sẽ đi ra phía sau mình coi 24 trò chơi. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì đây là chỗ khu vực nhà tù Phú Quốc. Ở đây thì sẽ có những cái đòn tra tấn rất là dã man từ những ngày xưa. Ở đây mình thấy có những cái đòn giống như là do đây quả ở trong cái lon vẻ nó xuống ông đóng xong rồi mồm luôn.
Cái ông này hạ súng này. Một trong 10 bé ông này. Ông này nhìn giống cái quân miền Nam của mình đấy. Tắt trà. Nên thả luôn cũng được. Đây là 24 đồng tra tấn nha. Những đồng tra tấn ở tại khu vực miền Nam Phú Quốc và đặc biệt là Nha Lai trong vườn này. Đây không phải là chảo dầu đâu. Bởi vì tiền đâu mà mua dầu để làm cũng như ngày xưa. Trong này là bỏ nước nấu nước sôi. Ba bố nè. Cái bãi bố này nó có một cái đặc tính á, khi mà bỏ người tù vào trong cái bãi bố này. Dạ, bỏ vào trong nước sôi á, lấy ra liền, người tù không có chết đâu. Chỉ chín da thôi. Nhưng mà có một điều đặc biệt là cái bãi bố này nó sẽ ôm chặt cái da mình. Khi mà lôi cái bãi bố ra thì nguyên cái lớp da bên ngoài nó sẽ theo, nó chỉ còn lớp thịt bên trong thôi. Như đó là nhẹ nhàng, không cần phải đánh đập gì hết. Là như thế. Có nghĩa là không phải là đun đến chết, mà chỉ là để đủ nước sôi 100 độ thả vào lấy ra liền. Nhiều đó thôi, giống như mình trụng qua tái thôi đó. Thì cái ba bố này nó sẽ ôm vào da mình thôi. Lột ra thì cái da mình nó sẽ tự động nó theo cái ba bố đi ra. Rồi, qua cái thứ hai. Ô tấm này là trắng, trắng nõn trắng nà luôn á. Ai bị ung thư da vô đây tham gia tiết mục đầu tiên là hết ung thư này. Rồi qua đây thứ hai. Thứ hai là cột chặt đường tù như thế này, dùng đinh với lại là búa để nảy cái xương bánh chè. Các bạn dùng cái xương bánh chè có xương mà để nối giữa cái ống đồng với lại là cái khớp đùi của mình nha, giữ lại để mình đi đó nha, ngay cái đầu gối á, nãy nó ra thì nó giờ này hai cái xương nó sẽ như thế này là đục xương bánh chè nha. Dạ. Chế độ cũ đuôi cá đuối á, nó có cái móc nhỏ ở đầu phơi khô con cá đuối á, cá đuối cái đuôi dài á, có cái móc nhọn á ở gần cái đuôi á, khi mà đánh như vậy đuôi cái đuôi đó sẽ ôm chặt người tù luôn, giống như mình ràng đấy á, xong giật ra như vậy thì cái móc nó cứ lôi thịt ra luôn. Đúng rồi, đây là anh luôn này, mà sống luôn anh vẫn còn sống đó đấy, nảy ra nhiều đó thôi. Đi qua nhà thơ đặc biệt nhất nha, giữ chặt như thế này dỗ ra. Xin lỗi rằng mình chút xíu. Alo, dạ con Trung nghe. Alo, dạ em nghe đây, em nghe đây. Chuẩn bị xuống khoảng 10 giờ. Khoảng 10 giờ mới xuống đó. Đang. Tiếp theo là mình thấy là hai miếng ván gỗ nha, ép ngay đầu thôi, dùng cờ lê xiết cho cái con ốc như vậy. Thì khi mình xiết như vậy thì bên trong nội tạng á, thứ nhất là gãy cái xương sườn đầu tiên, sau xương sườn á là tim phổi là bể hết nha, nhẹ nhàng thôi, cứ quay từ từ thôi, không cần cái gì. Còn đây là dùng ba tô và dùng búa tạ đập cái xương sườn đó, để nấu cháo sườn. Rồi xin mời nè. Rồi ở đây là cái xong và bàn những cái cách đột phá ra bên ngoài, cũng như là những cái gì mà được truyền vào bên trong. Mỗi người có người thì người ta có những giấy, hoặc là người ta như đó, có người ta viết cái gì đó, có người nắm tay nắm tròn để vượt ra bên ngoài. Thì ở đây có một cái đoạn đường hầm này, ngày xưa đây là đoạn đường nào đi, dốc lên để thoát ra bên ngoài. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi cái đoạn đường hầm chính ở bên kia là làm để đi ra ngoài vượt ngục luôn. Nhưng mà qua bên này là mình sẽ coi mấy cái đoạn tra tấn nữa. Cái này là sau này mình phục dựng lại cho nên là mình làm rộng ra. Rồi đó là đủ lọt một người nè, chui thôi chứ không có được rộng rãi như thế này.
chốc như vậy máu nó sẽ cấp sổ hết về não. Thứ nhất là áp lực lên thần kinh, dùng ba tôn với lại là dùng đuôi cái đuối nha, đắng vào cơ thể một tuần như đó là đủ mệt rồi. Anh khi nào mỗi tay nghỉ thôi. Ở đây là trong cái đường như thế này, nguyên bản không có nước nữa. Nước cổ ngàn cái trời cổ quay đi hả? Và nó phải có một cái nắp như vậy. Cái nắp đó là có nghĩa là lọc đủ cái đầu ra bên ngoài thôi. Dùng múa tạ với lại ba con bổ ra đây, áp lực nước sẽ tự động làm cho các cơ quan nội tạng bên trong bị tổn hại mà không để lại dấu vết. Ở đây mà ai mà muốn xúc ruột thì vô đây làm cái này. Ở trên là xà bông đút vào trong cái dạ dày của mình, đổ xà bông vào trong đó. Chịu đó là xúc ruột. Ai mà tử cho ra xúc ruột như quý này, đâu cần phải đi bệnh viện đâu. Ở đây là mình dùng đèn cao áp nha. Ngày xưa là dùng cái đèn tròn á, mở á, nhiệt độ cao á, so vào con ngư của mình. Dưới sức nóng nó sẽ động, nó giãn ra. Thứ nhất là hơi ngư, thứ hai là nó sẽ nổ luôn. Đó, dùng đèn cao áp để làm nổ con ngư. Còn ai mà học đi chơi thì ở đây là ngày xưa có đi chơi. Đi lên đi đâu đây? Mẹ đây mà. Xài cái này không? Nhưng mà đây không phải là tai nghe mà là điện nha. À, gây điện. Ông này xem ạ. Chính là mình chơi luôn, chơi luôn là não. Làm cho người tù là có như là thì con lỗi với lại là giảm chi ra. Đây là ai học đi chơi, cái xét là ngày xưa Chúa Giêsu là tự đóng đinh nha. Riêng ở tại nhà La Ca Giường này có người đóng phụ luôn, không phải tự mình phải đóng nữa. Dùng đinh đóng vào, thứ nhất là hai cái cổ bàn chân, tiếp theo là hai cái đầu gối, hai bên vai là những khớp mà có thể là tiếp xúc trực tiếp những cái dây thần kinh, cuối cùng sẽ đóng đầu. Cho nên là hiện nay là một vài cái ngôi mộ mà của các chiến sĩ hy sinh ở tại cái khúc này, khi mà khai cuộc đây đó, thì trong cái xương sọ vẫn còn cái đinh đó, một bên trên đầu mình ra cái chỗ cái khu vực mà lúc anh thắp nhang đi ra cái phòng tiêm bài thứ sáu thì rất nhiều cái xương sọ vẫn còn cái đinh ở trong lòng. Lại đây là một trong những hình thức cho đóng, có nghĩa là không thể là giết luôn nhé, không có để cho sống. Hai cái chết. Còn đây là mình để biểu diễn xiếc nha. À, ngày xưa là ở trong này là tập cho tù binh là biết được các cái bộ môn về xiếc. Trước hết là để hai miếng ván hoặc là hai miếng đá nha, hai miếng đá như thế này. Cột chặt, dùng búa tạ và những cái búa để đập lên làm cho tất cả các quan nội tạng bên trong là bị tổn thương. Ở bên trong bên ngoài là không có để lại dấu vết gì, nhưng mà phần lớn sau khi mà bị chích xây xong thì người tù sẽ đi thôi. Bởi vì giờ mình nghĩ là cái đầu qua quá xít bên kia là để cho cái vị sắc như vậy dưới nắng đầu 40-45 độ nóng lên cho người tù khỏa thân lộ này như đó, thì những cái miếng này giống như là nó sẽ mang móc cái da thịt mình, da đầu nè, da vai, da lưng, đồng bộ. Cứ lộn mè đúng rồi, vừa một vừa bắt lộn mè. Đang huấn luyện xếp mà. Bên này thì cho làm cái hai chân sắt. Ở dưới bắt đầu hai giống như là cho những người mà mới săn á. Và trên dưới sức nóng của hai nó có thể cho từ ấm dần nha. Đến khi nào mà mình chịu không nổi mình phải khai thôi. Còn không khai thì bắt đầu là cái cháy ra cái người mà mình biết ngoài cùng á. Ở thích mặt mình phải là nước con đen đi mặt đô trà. Con nghe là con gì? Con đen là con gì? Cho nằm xuống. Tốt một phần nhiều mà cứ ngồi đi. Nên là nước con đen thì mặt đô trà. Nghe đấy hả? Cái con nó trắng à? Cái này
đi gì rồi nó đứng ở ngoài nó canh nó Ở đây đây làm sao? Còn xin nhớ là bây giờ đi là cái đào này thì đất nó để đâu nhỉ? Dây thì ở bên ngoài á sẽ kéo ra cho những tù binh khác chia nhau lặn vào trong cái lai quần á, trong quá trình mà mình đi đào đi trồng trọt bên ngoài bắt đầu là đổ ra chứ không phải là đào lên để im đó rồi nó vô nó xúc luôn là nó chưa dễ nghĩa là mình phải giấu nữa ngồi phía đào còn em lâu nữa thì khoảng 2 năm đó đâu rồi bây giờ mình lấy công lẻ lẻ lên nè để nó bắt thở đó đào thì khi mà lên như vậy cái ổn nó xíu như vậy nhưng mà buồn là không quan được.